trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Thank you.
Thiên thần hân hoan đưa tin Chúa Giêsu giáng trần cho các mục đồng và loan báo cho họ biết Ngài là ơn cứu độ, là đi đồng cho toàn thế giới. Ngài sẽ được tìm thấy bởi những kẻ tìm kiếm Ngài với lòng thành tâm.
Thiên Chúa chính là nguồn sáng vĩnh cửu mà muôn dân hằng mong đợi. Ngày ấy, khi Đức Giê-xu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà phương Đông gặp gỡ và chiêm ngắm bầu trời, vì họ là những nhà chiêm tinh. Sao đêm nay bầu trời thật khác lạ, Ngài nói đúng đấy. Ơ kìa, các ngài nhìn kỹ xem, ở đằng xa kia trên bầu trời có một ngôi sao lạ vừa xuất hiện rồi kìa. Ồ, nó sáng và lớn hơn các vì sao khác nữa. Theo chúng ta được biết, đó là dấu chỉ của một vị vua cao cả đã ra đời. Đúng đó, chắc chắn là vậy rồi. Vậy chúng ta mau lên đường để bán lại người. Lòng các ngài hân hoan lên đường tìm gặp vị vua cao cả để chiêm ngắm và bái lạy. Khi đến Jerusalem, ngôi sao dẫn đường bỗng dưng tiên lặng. Các ngài ơi, ngôi sao dẫn đường cho chúng ta đã không xuất hiện nữa rồi. Chà, làm sao bây giờ? Không khéo ta lạc mất. Thôi, chúng ta vào hỏi vị vua trong thành này xem sao. Biết đâu họ biết về sự sinh ra của vị vua cao cả, họ sẽ chỉ cho chúng ta. Quần thần đang chè chén thì ba vua phương Đông xin vào diệp kiến. Tâu bệ hạ, có việc gì? Có ba vị đạo sĩ từ phương Đông xin vào ý kiến bệ hạ. Được, cho vào. Dạ, mời ba vị đạo sĩ vào. Các ngài tìm gặp trẫm có chuyện gì? Chúng tôi từ phương Đông đến đây xin hỏi ngài, có biết đức vua dân Do Thái mới sinh ra hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi tìm đến bái lạy người. Có thật vậy không? Thưa ngài, thật vậy ạ. Hồi các ngài đi đường xa mệt nhọc, mời các ngài nghỉ ngơi một lát, còn trẫm sẽ triệu tập các thượng tế và kinh sư để hỏi rồi báo lại cho các ngài. Các khanh cho trẫm biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu? Đâu vậy hả? Tại Bethlehem miền Judea. Tâu bệ hạ, trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Juda, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Juda, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chân nhất Israel dân ta sẽ ra đời. Tốt lắm, hãy mời ba vua phương Đông vào diện kiến trẫm. Dạ, mời ba vị đạo sĩ vào. Các ngài hãy đi Bethlehem dò hỏi tường tận về hài nhi để trẫm cùng đến bái lại người. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại xuất hiện, họ mừng rỡ vô cùng. Ngôi sao dẫn họ đến nơi hài nhi sinh ra mới dừng lại. Họ vào và thấy hài nhi với thân mẫu là Đức Maria, liền sấp mình bái lạy người. Họ liền mở trác lấy vàng, nhũ hương và mộc dược rồi dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Xin cảm phục những người theo sao lạ đến bái thờ Chúa cả mấy thân quen. Xin cho cả một nhân trần vất vả thấy mặt trời sau bóng tối đêm đen.
năm tin mừng đến với muôn dân, mừng 400 năm tin mừng đến cửa hàng. Ngày 18 tháng Giêng năm 1615, đoàn truyền giáo dòng tên đặt chân đến cửa hàng, rồi đến xây dựng cộng đoàn tại Hội An. Từ đó, tin mừng được rao giảng tại đàng trang giáo hội đối tiếp sứ vụ của Chúa Giêsu, loan báo tin mừng cho muôn dân, bao nhiêu thế hệ chứng nhân dẫn thân trên các nẻo đường thế giới. Vì đường xa xăm cách trở qua nhiều thế kỷ, phương Tây và phương Đông là hai đường trời cách biệt. Đến thế kỷ thứ 15, khi người Bồ Đào Nha Vasco de Gama và người Tây Ban Nha Magellan khám phá ra con đường biển đến Á Châu, con đường mà ngày nay gọi là con đường tơ lụa trên biển, con đường của các loại nguyên liệu, thì những tàu buôn chở đàn hàng hóa theo gió mùa phăng phăng căng đường vượt đại dương từ phương Tây tiến về phương Đông, và ngược lại những thuyền buôn Trung Quốc, châu Âu, thuyền Nhật Bản xuôi về hướng Tây Nam. Lâu đời ở bên Tây Dương gọi là Europa.
chào bà con xứ Cosicina. Chúng tôi là những tu sĩ dòng Thánh Ignatius, cũng gọi là dòng Đức Chúa Giêsu. Chúng tôi từ Europa xa xôi đến đây. Chúng tôi vui mừng nghe nói người xứ Cosicina rất xung đột. Vì thế, chúng tôi bỏ cha mẹ, quê hương, nhà cửa đến đất nước xa xôi xinh đẹp này, không phải vì lợi lộc, tiền bạc, đất đai, mà chúng tôi vẫn lên Đức Chúa Trời đến đây báo tin vui mừng của Đức Chúa Giêsu. Để ai tin thì chịu phép lứa tội, nhân nhịp dân trà, nhân nhịp dân cộng, và nhân nhịp dân Spirito Santo.